Chọn sẽ hướng dẫn các anh chị cách vào một kênh YouTube để tìm những thư mục mà mình cần tìm nghe các anh chị. Ví dụ như mình tìm karaoke dây kép, karaoke dây đào, hoặc là tiếng hát của một trong những ai đó. Dễ thôi, chúng ta bắt đầu nha. Chúng ta vào cái biểu tượng của YouTube nha. Kênh ai đó cụ thể như kênh của bác sĩ Quốc Toản đi, chúng ta bấm vào chữ bác sĩ gây mê hồi sức nha. Rồi xong ta bấm tìm đây, lên biểu tượng của kênh của mình đó thì chúng ta ấn vào đây. Rồi tiếp tục ta sẽ vào cái danh sách phát nha. Trong danh sách phát này có tất cả các tiếng hát của chị Hạnh Ngô, bác sĩ Lộc Nguyễn, tiếng hát Đồng Nguyễn là vân vân. Chúng ta thích tiếng hát của ai thì bấm vào đó ta nghe. Ví dụ như tiếng hát Hoa Xuân đi, ta bấm vào Hoa Xuân nè. Chị Hoa Xuân hát 11 bài nè, ta bấm cái bài đầu tiên nè, là nó hát hết bài này nó sẽ nhảy qua bài khác. Ví dụ như mình đi xe gì đó, mình muốn nghe thì bấm vào đây. Ví dụ bấm bài tuyển tập, bài thân cẩu của tiếng hát Hoa Xuân nè, thì hát hết bài này là tất cả các bài khác tất